chậm lại một bước, thở sâu một nhịp, an yên giữa biến động để bước vào một hành trình quý báu. Rất nhiều cánh cửa bạn bước qua mỗi ngày trong đời, nhưng có một cánh cửa quan trọng bạn đã bao giờ can đảm mở ra? Ta ước ao được chiêm ngưỡng những kỳ quan của thế giới bên ngoài, nhưng lại bỏ quên kỳ quan lớn nhất bên trong chính mình, kỳ quan thứ 8. Khi ta mở ra cánh cửa dẫn sâu vào thư viện nội tâm, ta sẽ bắt đầu hành trình khám phá bản thân và kỳ quan trong mình. Còn tiếp tục lạc trôi giữa những ồn ào của cuộc sống, hay đã đến lúc bắt đầu cầm đuốc soi chiếu thế giới trong mình? Mỗi câu hỏi, mỗi sự nhìn sâu, mỗi hơi thở là một bước khám phá để nhận ra ta không cần trở thành bất cứ ai khác, vì ta đã có đủ trọn vẹn từ bên trong. Đã đến lúc trở về với người bạn trung thành thầm lặng bên ta bao năm tháng qua. Về để không lạc mất mình nữa. Về để nhìn mình, nhìn đời với đôi mắt của tình thương và trí tuệ. Về để một lần can đảm sống với đúng ước mơ và giá trị của mình. Và về để trả lời những câu hỏi gốc rễ: chữa lành hay nuôi dưỡng, giải quyết vấn đề hay trưởng thành qua khó khăn. Thứ duy nhất con người mãi mãi thuộc về là gì, nếu không phải là hành trình trưởng thành bất tận của chính mình? Tìm cách xóa đi những vết thương hay chuyển hóa chúng thành sức mạnh bằng chính bột vàng của tâm hồn, đó là lòng biết ơn, sự nhẫn nại và tình yêu thương. Con đường trọn vẹn để trở thành một người khai vấn tỉnh thức, người dưỡng tâm cho mình, cho đời, phải đi như thế nào đây? Và làm sao để ta biết chắc rằng câu trả lời từ sâu thẳm bên trong mình là đúng? Sống là một cuộc phiêu lưu không ngừng, nơi mỗi hơi thở là một bước tiến, và mỗi câu hỏi là một chìa khóa mở ra cánh cửa mới của sự thấu hiểu. Chừng nào ta còn thở, chừng ấy ta còn cảm, ta còn thấu, và ta còn có thể khai mở thêm những tầng nấc sâu sắc hơn trong chính mình, để rồi trở về soi mình trong chiếc gương nội tâm mà nhận ra chính mình. Khi nội tâm được vun dưỡng an vững và tài năng được bồi đắp đủ đầy, trong bạn sẽ bừng nở một đóa tâm hoa. Đóa hoa của sự trưởng thành và chín mùi giá trị trao đến cho đời. Một sự bừng nở rực rỡ mà chân thật, khiêm nhường. Bạn không thể thay đổi thế giới ngay lập tức, nhưng bạn có thể bắt đầu bằng việc soi sáng một con đường, một tâm hồn, một cuộc đời bằng chính tình yêu và sự thức tỉnh trong mình. Khi bạn khai vấn, bạn chính là một ngọn nến. Bạn không trao đi câu trả lời, bạn trao đi chính bản thân mình, sự hiện diện, sự lắng nghe và tình yêu thương không điều kiện. Cũng như ngọn nến đốt cháy bản thân để đem lại ánh sáng, bạn cũng đang hiến tặng chính mình để giúp người khác tìm thấy ánh sáng trong tâm hồn họ. Trong một thế giới nơi mà sự thay đổi là hằng số duy nhất, mỗi con người
đều cần một ngọn nến dẫn lối. Bạn sẽ là một ngọn nến như thế, lặng lẽ, kiên cường và không bao giờ ngừng cháy. Mỗi hơi thở của bạn, hơi thở của sự hiện diện, tình yêu và lòng can đảm chính là món quà kỳ diệu nhất bạn có thể mang lại cho thế giới này. Hãy thắp sáng chính mình và bước ra, soi rọi con đường cho những người cần bạn, và rồi chính bạn sẽ tìm thấy con đường cho mình.